Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Một bài đấu mà đang có thế bài ở khu góc 7 giờ đến từ cái thủ Chim Sẻ Nắng, có cây gỗ gần nhà, rừng thông ở mặt 12 à, mặt 9 giờ thì phải. Quả đấu 7. Phắc bèo. BG thôi. Thì em đã bảo anh em rồi, đối đầu một game thủ cứng cựa đến từ team Vitamin Cool Mate như thế này thì thôi thắng 7-1, 7-2 là đẹp rồi. Làm bao lý do thì cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Và những lý do đầu tiên dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này. Chưa đổ lùa về luôn anh em ơi. Em đợi một chút nha. Ok, cùng quay trở lại với trận đấu này, rất xin lỗi anh em. Đây là màn máy của thủ Chim Sẻ Nắng với một bài đấu đang có, đó chính là Hiêu Đầu 6 con Assyrian đối đầu với Persian ở Hiêu 7, xin lỗi các bạn. Bài này thì chúng ta có thể đánh phù với đối phương. Nhưng quan trọng là bài Persian chỉ đám như thế nào thôi. Mặt 9 giờ cánh rừng khá là xa. Hiêu 7 vòng ngoài ra chưa thêm đồ gì ăn. Còn gặp sư tử nữa. Chết dân không? Không chết nhưng mà lại tặng thêm mỏ quả. Hay thế à? Vâng, thêm vòng đi dò. Bài thiếu một đồ đến từ thủ Chim Sẻ. Những trận này chắc là Sẻ sẽ phải đánh lạc đà thềm đầu chứ. Hoặc là cung thì phải cung kẹp P. Rồi, giải quyết mấy con hiêu này thôi. Đây là bầy hiêu đầu được đưa về đến từ game thủ Chim Sẻ Nắng. Bầy hiêu đang có được 7 con thì cho em ở trong trận đấu này luôn. 7 con hiêu. Ôi, ghê nhờ. Hiêu nhảy ảo thế, không nhảy ra, nhảy vào ạ. Thiếu một đồ mà dẫn đi dò này chắc cũng thấy thôi. Bây giờ có đẹp nhất là có hai voi đưa về là tươi anh em ạ. Hai voi là tươi. Hai mươi trên 24 vẫn thiếu một đồ. Đi dò tiếp. Hai dân tách ra đi dò thì mới thủ Chim Sẻ nhưng mà chưa thấy thêm đồ gì ăn anh em ơi. Ngoài đấy. Sau cái rừng này có một quả nữa. Đã có xe dò cho đội bạn. Bạn đẩy xe dò từ mặt 9 giờ vào nhà chúng ta. Đây rồi, voi. Một con ạ. Một con thì vẫn hơi thiếu. Đây. Chưa nghe gì. Hai quả phẹo. Được rồi anh em ơi. Bài kích trong đầu 10. Với con DC này, BG khai thác một quả và đưa voi về. Dân DC câu voi. Cảm thấy là nót hơn ở trong tình huống điều chỉnh con voi này anh em ạ. Để Sẻ sẽ đánh 26 dân. 26 dân kích 10-10 là tươi rồi, cân Per thoải mái. Xem 98 kích bao nhiêu. Tôi đang mong chờ một trận đấu mà Per sẽ hẳn 98 kích 8. Vâng, lại đà lao lên gặp phù thủy của Chim Sẻ Nắng và gãy. Giò này là 98 giò rất ít đấy anh em ạ. Bài đẹp đấy. Thêm đầu chúng ta sẽ ép đời với quả ở đây thôi. Quả voi hiêu về. Lên đời xong thì chúng ta sẽ khai thác một quả phụ. 7 dân ăn gỗ đây rồi, thoải mái đấy. 25 dân, bài mười mấy phần trăm thì bài 98 cũng không phải là quá đẹp ở trận đấu này. Bơ mà đánh 25 dân là đã không đẹp rồi. BB kê vào mỏ gỗ. Hai vẽ kịch bản như thật à? Thì phải có những cái kịch bản, bài này 98 đánh 25 dân là ý đồ đấy, kiểu lờ chuyển A. Chúng ta sẽ chơi một AP đội bạn không? Một lờ, một P, một A. Tăng A dần đều. Thế thôi. Thì bản này thì con phù Chim Sẻ làm độ 2 lạc đà 98 là xong. Avenger Endgame. BM bò mỏ gỗ, dân quả đầu đứng chơi rồi. BM. Đây sẽ là BL. Được. Vâng, đóng VA. Ok. Một chấm sành điệu luôn. Đối đầu với Per 98. Kích đời như vậy là 12x.
với 26 dân cộng 1. Thế thì chịu. Khó thì 98 đấy. À, và Mạnh Hà vào trận này sẽ không cửa nhầm à. Vâng, bắt bài của bắt bài. Và đánh cung như thế này xong thì 98 thì đánh cung Nga nhở. Thôi, quá đen cho em dài, tạm biệt em dài trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Giờ sang một lát nữa chúng ta sẽ thấy 98 đẩy T thành là chim sẻ thì thôi. Tạm biệt cụ. Chưa giò. À đây rồi, ngựa giò. 98 đánh lạc đà trận đấu này thì cũng vẫn là khó nên 98 sẽ đánh thẳng cung không đào vàng luôn. Ăn thêm mỏ quả nữa. Vâng, có hết một cái hốc này. Các bạn đã nhìn thấy mỏ quả kia, đáng định đi khai thác mỏ quả rồi, bạn nhìn thấy mất rồi. Né, con né xe giò. Rồi, nó nhìn thấy rồi. Lộ rồi. Và lộ mỏ quả này rồi anh em ạ. Không né được, nâng cấp bánh xe. Rất tự tin đấy, người thủ chủ chuyển nào đánh thằng cung luôn. Cái gì? Này, này. Vậy luôn, không thể để cho các bạn nhìn thấy một quả kia được. Nhưng mà nói chung là con xe giò đã đi qua đó thì kiểu gì các bạn sẽ thả lạc đà vào đấy thôi anh em ạ. Hàng bên BA thứ 3. 3, chốt E, kín luôn mỏ gỗ này. Có rồi. 27 trên 48 là thao đại tại người thủ chim sẻ. Mình nghĩ là lạc đà đầu 98 sẽ thả ngay vào cái mỏ quả kia của chim sẻ. Chẳng thả vào mỏ quả này rồi. Nè đưa dần ra đây. Và cũng kịp chạy hay không. Nâng cấp bay xe 3. Chưa thấy lạc đà thả vào. Đây rồi, đúng rồi những gì mình dự đoán. Có lạc đà đến ngay. Đé luôn. Giả vờ là mình đã chạy nhưng mà sau đó chúng ta lại quay lại làm ăn. Trong lừa có lừa. Đấy. Rồi quay lại bú thôi, đội bạn đang chạy về 3 giờ tìm. Vâng, đội bạn chạy về 3 giờ tìm chắc ngay. Cũng lừa đã có đi tìm dân đội bạn thôi. Có lạc đà rồi kia chạy về 3 giờ tìm dân của sẻ cho đen. Ai ôi. Dâng cung à luôn đấy từ cái thủ của 98. Được. Ai ôi. Áo, vệ rát quá em trai ơi, thế thì anh chịu đâu được. Pha vệ rất sát dành cho game thủ quyết chiến thắng. Một quả chạy đi. Đấy, con giò con lạc đà này đúng chạy về mặt 3 giờ luôn anh em ạ. Hai lạc đà kẹp hai cung A đối đầu với 4 cung R, còn 3 cung R thôi. Vẫn đỡ được tuần này thì game thủ chim sẻ bắt được ngựa giò đối phương. Tham lai là 31 trên 56 thì game thủ chim sẻ thắng. Con lạc đà này khá là đầy máu. Và lấy dân ra quật luôn. Một lạc đà đến tuổi. Và vẫn chém chết một dần là đây những con lạc đà tiếp theo đấy từ cái thủ của bên 98 nhưng mà bạn vừa mất con lạc đà rồi. 34 đến chim sẻ xong lạc đà chỉ đang đứng im cho bắn này. Ôi trời ơi, tạm biệt em dài, chúc em dài buổi tối ngon miệng. 5 cung A và một lạc đà đối đầu với 5 cung R tơn mới vừa nở, thêm cung A nữa đến 98. Cung A nó sẽ ra nhanh hơn cung R và pha 7 kinh điển đến từ 98 bắt cung của sẻ nhưng vẫn thiếu. Dường như đó tơn hết gỗ, lại thêm một con lạc đà nữa thả vào một quả cực kỳ khó chịu. Vâng, tạm lại là 33 đến từ cái thủ chim sẻ trong trận đấu này, tách dân chạy về 3 giờ. Nhưng trong mặt 3 giờ này thì 98 chắc chắn đã đưa ngựa giò và lạc đà vào tìm rồi. Nên một lát nữa sẽ nếu như chúng ta có ăn gì trong đó thì cũng bị phát hiện thôi. Vâng, đổi nhà nào, đi tìm dân đội bạn thôi. Phải tìm được dân đối phương. Phương không có bánh xe trong trận đấu này và dân ăn hoang của 98 thì các bạn vừa nhìn thấy đó là cái mỏ hiêu đó hết rồi. Chốt E. Cái gì? Vâng, làm 3 cái ruộng, 4 cái ruộng trong này á. Làm được mấy cái? 3-4 cái gì đó. Và BA đã bị ốp, có khá nhiều cung Nga dành cho cái thủ của bên 98. Lạc đà kéo về thủ nhà. 3 lạc đà đánh rất chuẩn bài cho 98. Cung Nga đẩy đi ốp nhà BA. Lạc đà kéo về thủ nhà nhưng 3 con là không đủ. 3 con là không đủ. Một chiếc S để ăn gỗ trong này nữa. Đây là những con nông dân đang làm vàng và những con nông dân vẽ ruộng trên của bên 98. Chắc chắn là sẽ phải nằm xuống rồi. Là sẽ ăn được dần đối phương ở trong tình huống này. Lạc đà vào đây. Đấy 6 cung R mà. À, em dài đang bú vòi đây anh em ơi. À, quá khó 98. Hết dân là hết tất cả. Còn dân thì còn đánh được chứ hết dân thì khoai. Và trên rất nhiều dân đấy 98. Nãy giờ tôi đếm về tầm chục dân rồi. Đóng ngà mới. À lạc đà về vẫn là không đủ em ạ. Vâng em cũng chém cung đầy máu nhưng mình chém cung đầy máu. Thế thì cu. Tham lai là 35 đến từ chim sẻ chạy hết nhà rồi. Cái hơn của chúng ta ở trong trận đấu này đó là bánh xe cho những nông dân. Và đó là sự khác biệt. 98 đã bắt đầu bay nhà và mất cả gỗ, cả vàng, cả ruộng, mất cả dân ăn hoang, mất tất cả cho 98 và tỷ số là 6-1 cho chim sẻ thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Rất khó dành cho đối thủ của bên 98 và tay cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo.